Nhằm tôn vinh tri ân các lãnh đạo, cán bộ, thầy giáo, cô giáo ngành giáo dục, chiều ngày 15 tháng 11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí đầm ấm và tình cảm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng bó hoa tươi thắm tới đồng chí Ngô Thị Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp ý nghĩa này, thay lời cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ đồng hành của các đồng chí lãnh đạo cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 6 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp cho sự nghiệp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ.